Rồi, em chào anh Thủy Lực Cơ Giới Tấn Hùng. Ok. Thì em tất nhiên là chắc chắn điều là em thì không có làm về động cơ. Và chính xác ra thì em không quan tâm vấn đề gì tới động cơ ở đây. Được ha? Và anh em xác định rõ để em nói em mới hiểu. Đầu tiên, cái việc ở đây á nha, ví dụ như cái comment của anh là anh kêu em cũng nói bậy mà lên lớp á, thì bây giờ để em cho anh nói anh nghe thế này. Thứ nhất nha, nếu như là một cái bậc trưởng thượng, người ta gọi những bậc trưởng thượng trong nghề, đúng không? Ví dụ như anh nếu mà làm thủy lực động cơ thì em không biết trưởng thượng bên làng động cơ thủy lực là ai nha. Thì có thể là mình không thể nào mình nói tên tới họ đi, nhưng đã là một bậc trưởng thượng không? Thì không ai chấp một đứa hậu sinh khi thấy nó sai sót cả. Vì sao? Nếu như mà chấp nó thì khác gì mình thua nó. Mình có thể nói những thứ, dạy nó những thứ để nó phát triển tốt hơn, chứ không phải dùng lời câu chửi hay là đánh là mắng là tốt hoàn toàn. Đó. Rồi cái đó là chỉ cách cái chuyện trưởng thượng thôi, hả không? Còn đối với một lớp hậu sinh như mình hiện tại nha anh, ở trong nhà ấy, việc mình sai, và ví dụ như cha mẹ mình có dạy mình thì cha mẹ mình cũng có sẽ có lúc đánh mình. Khi mình đi học nghề cũng vậy, đúng không? Ông thầy mình có khi cũng nóng lên ông chửi mình, đúng. Nhưng ông chửi đó anh có để ý kỹ được không? Có bao nhiêu phần trăm tật xấu của anh hiện tại ấy, nó sinh ra từ những cái chỗ những người dạy mình không? Không phải lỗi của anh, cũng chẳng phải lỗi của họ, nhưng vì mọi người không nhận ra được rằng cái sai đó nó sinh ra từ chính những cái hành động của bản thân mình mà người ta học được, rồi sau đó người ta lại xài chính cái cách đó người ta áp đặt lên người khác. Đó là cái hành động của mọi người. Khi mà thấy cái việc nó sai sót, à lệch găng cam thế này thế nọ đó, là xúm lên chửi. Thay vì vậy, nếu là một người có văn hóa, là người văn minh ấy, không? Và là anh, nếu mà như anh đi làm một cái công ty thủy lực cơ giới Tấn Hùng đi, nếu mà anh, em mướn luôn 50 thằng youtuber, thêm 100 thằng youtuber, em đi xuống tận nơi, em tặng quà, em ngồi em trao đổi một cách thực tế, em chuyển khai quay nguyên vô truyền hình còn được, để làm chi? Để thứ nhất ấy, là mình là người đàng hoàng, mình thấy thương em nó vì cái gì đó sai sót, thì mình phải góp ý thực tế là ừ, tao biết mày sai đó, nhưng mà em phải nên như thế nào, và làm sao để mọi người thấy được. Đó là chúng ta phải nói một cách có văn minh, văn hóa, chúng ta nói chuyện có giáo dục. Thì khi đó ấy, có thể là bất kỳ một đứa em nhỏ nào trong công ty của anh nó nhìn vô nó, à, ông sếp mình, ông Thanh mà nhìn cũng được, trời ơi, tưởng ông nóng dữ lắm, quầy đó nó xạo gì mà ông xuống ông ngồi, mà ông nói chuyện rất đàng hoàng mà ông đứng lên, nó rơm rớm nước mắt luôn rồi. Nể ông ghê thiệt. Cái câu của người ta biết không? Sống trên đời á, sợ á, nó không có gì chứ. Nể á, mới khó. Vậy thì làm sống làm sao để người ta nể, người ta thương? Nếu như cái sinh ra từ trong cái tật xấu trong cái nghề của mình ấy, em thật ra mỗi một ông thợ, một ông thầy, ông có một đống tật xấu, học trò nó y chang đầy. À, em nói thiệt luôn. Trời, có ba em đây kỹ sư điện. Tới bây giờ em vẫn ngồi mỗi ngày tập cho bản thân mình, em biết điện thì làm gì? Ráp máy là chắc chắn là dư ốc. Lụm ốc zin lại. Tới bây giờ anh biết nha, em ngồi em bung con iPhone bao nhiêu 70 mấy con ốc, em phải gắn lại từng vị trí, em phải học cách từng cái răng ốc. Tại vì sao? Vì em không muốn mình có những cái tật xấu đó. Bởi vì sao? Vì kỹ thuật nó yêu cầu sự chỉnh chu và đúng. Vậy thì nhìn lại cái vấn đề ở đây là gì? Tức là em hiểu được đâu là đúng, đâu là sai, và em phải cố gắng khắc phục điều đó. Chứ em không dùng cái bản ngã của mình để dùng câu từ hoặc là dùng rất nhiều hình thức khác công kích một người khác khi họ sai. Và em cũng không muốn công kích anh đâu, hoặc là muốn nói gì nặng anh đâu. Nhưng em nói thật với anh, những điều này ấy, đó là những điều rất thực tế trong cuộc sống hàng ngày mà mình quên. Mà người ta nói thì sự thật thì nó mất lòng, lời thật nó khó nghe lắm anh. Và bởi vậy ấy, khi mà mình cư xử với một con người ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng mình là đang đối diện với họ, họ cũng là một con người. Chứ đừng cư xử như cái cách mà chúng ta đối xử với họ như là một con vật. Tại vì sao? Vì bản năng của con người mình là sự yêu thương. Còn bản năng của con vật là họ sẽ làm mọi thứ để nó sinh tồn. Nó chỉ dạy cho con nó cái thứ là đi săn, làm cái gì để sinh tồn thôi. Chứ nó không dạy con nó, con gặp người này nên chào, gặp người kia nên thưa, gặp người xỉn thì tránh xa, đừng lại gần, gặp người chạy giữa đường nếu phá quẹt thì xin lỗi. Nó không dạy con nó điều đó đâu anh. Vậy nếu chúng ta là con người, chúng ta phải dạy điều đúng đắn. Để làm chi? Để tránh cho những cái điều sai lầm nó bị tái hiện lần nữa. Và chúng ta phải làm gì? Phải làm tốt bản thân mình lên. Để chi? Để tránh cho con mình, cho học trò mình, cho những người xung quanh họ vô tình học phải cái thói xấu đó. Và thói xấu đó nó lan đi. Dù ông không ai biết mình cái lỗi nó sinh ra từ đâu đâu,
Nhưng mà nếu như bây giờ nhìn vào bản thân mình có chắc mình tốt chưa? Còn cái việc kiến thức ấy, hay là việc đúng hay sai ấy, fix cái một à anh. Học dễ lắm. Nhưng nhân cách con người mình sửa đi. Mình sửa đúng, mình nói điều đúng người ta mới nói đúng được. Còn nếu như chúng ta vẫn còn chưa tốt thì phải chúng cố gắng tốt lên. Chứ ai đâu rồi lại thấy người ta sai một câu thì nhảy dựng lên như thế. Và em nói thiệt, nếu như mà em làm một công ty, em từng là một CEO một công ty lận, em làm cấp tập đoàn của Nhật lận, em thật với anh, nếu như em mà là anh, em đi xuống tận nơi em quay, em như nói nãy đó, em làm em hứa luôn mấy YouTuber khỏi kiếm tiền lần nữa luôn, vừa giúp được cho xã hội giảm YouTube dơ nè, vừa giúp được cho bạn Lộc á là học được thêm kiến thức nè, vừa chứng minh được cho mọi người thấy đâu là một cái người đàng hoàng nè, người đỉnh đạt ra sao. Và cách chúng ta làm người, em nói nhắc lại anh nhớ nha, từng câu từng chữ của anh nhớ là câu nói này nè: cọp chết để da, người chết để tiếng. Sống làm sao để mà khi con mình hay bất kỳ một đứa học trò, hoặc một người em, một người đối tác, bất kỳ ai đó biết đến mình, họ sẽ quay lại và nói dù có sao thì ổng luôn nói đúng và ổng sống rất đàng hoàng. Cái câu đó nó mới là quan trọng. Chứ còn nếu như chúng ta chỉ vì cái vị thế của mình và người ta thấy mình là đó, ừ ổng được lắm, cái quay sau lưng má quần nó được, quần mày ơi, tại nó làm người ta bắt buộc phải nể thôi chứ buông ai sợ nó, thì nếu như vậy nó sẽ không tốt đẹp gì cả. Anh hiểu ý em chưa? Còn cái việc ở đây các anh em kêu đúng sai, em nói không có đúng sai gì đâu. Anh chỉ thấy ấy, bạn Lộc ấy ra bạn ấy không trả lời những cái gì đã quá nặng nề như mọi người. Còn mọi người học cao hiểu rộng, mọi người làm cái là ông này bà kia, mọi người làm công ty to, tập đoàn lớn, người làm cửa hàng mặt tiền, người thì làm nhà xưởng trong khu công nghiệp rồi có gì đó. Mọi người đi Nhật, mọi người đi Đức. Thế mà mọi người thua một cái thằng nào ở trong hẻo trong hốc trong kẹt việc cách cư xử là gì? Cách chúng ta ăn nói giao tiếp làm sao để người đời nhìn vào và không phán xét cách mà gia đình cũng như là cả cuộc đời mình đã cố gắng để có được những thứ tốt đẹp, nhưng bị một phút mà chúng ta nói vài câu nó không có phải là tốt đẹp và chúng ta bị người ta nhận phán xét thành một cái kiểu rất là kỳ. Và như thế không nên đâu anh, nhớ nha, cọp chết để da, người chết để tiếng.